Khi nghĩ về nước Pháp, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến những món ăn ngon này, những phong cảnh đẹp hoặc là văn hóa của họ. Tuy nhiên, với những người đam mê âm nhạc nói chung và đặc biệt là những người đam mê về loa nói riêng, khi nghĩ về nước Pháp, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến hãng Cabay, một hãng loa vô cùng nổi tiếng. Và với hơn 70 năm kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực high-end, thì hãng loa Cabay đã cho ra đời em Cabay The Beer. Và hôm nay, Long sẽ cùng mọi người đi review về em loa Cabay The Beer. Được lấy ý tưởng từ một viên ngọc trai đen lấp lánh quý hiếm giữa biển khơi, em Cabay The Beer này mang một thiết kế vô cùng độc đáo và ấn tượng, đặc biệt là khi đặt trong không gian nhà của mọi người. Em Cabay The Beer này không chỉ là một em loa mang lại âm thanh đi khắp căn phòng của mình, và còn là một món đồ nội thất vô cùng độc đáo và ấn tượng. Và mình đảm bảo rằng khi những vị khách đến chơi nhà của mọi người sẽ ấn tượng ngay với em Cabay The Beer này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt trước của em Cabay The Beer có một tấm bề căng được làm bằng kim loại. Tuy nhiên thì với mình nó sẽ hơi mỏng so với những dòng loa khác. Và logo của hãng Cabay được đặt ngay chính giữa tấm bề căng, tạo điểm nhấn vô cùng ấn tượng cho em Cabay The Beer này. Vì được lấy ý tưởng từ một viên ngọc trai đen, nên kiểu dáng của em Cabay The Beer này là một hình cầu. Và với một lớp sơn đầy huyền ảo màu đen, kèm theo đó là một ít kim tuyến được phủ khắp trên mặt thân của em Cabay The Beer. Khi có ánh đèn chiếu trực tiếp vào thì em Cabay The Beer này không khác gì một viên ngọc trai đen đang sáng lấp lánh giữa biển khơi. Em Cabay The Beer này được thiết kế để mọi người có thể đặt trên kệ TV hoặc là trên bàn làm việc của mọi người. Tuy nhiên, hãng cũng có thiết kế riêng cho em Cabay The Beer này một cái chân loa để mọi người có thể đặt trên sàn. Và với một em loa mức giá 100 củ như thế thì chắc chắn cái chân của em này không hề rẻ. Kích thước và trọng lượng của em Cabay The Beer này là vô cùng lớn. Theo mình ước tính thì rơi đâu đó khoảng tầm 40-50kg, kể cả luôn cái chân loa. Và kích thước lớn như thế thì cái việc mình di chuyển em Cabay The Beer này sẽ vô cùng là khó khăn. Và hãng cũng không có thiết kế cho mình một cái tay vịn hoặc là tay cầm để có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Và đó là một cái điểm trừ của em loa này. Ở phần phía sau chúng ta sẽ có những cổng kết nối như là cổng mạng LAN này, để chúng ta có thể ổn định đường truyền mạng hơn. Và cổng optical và cổng RCA để có thể cho được một cái chất lượng âm thanh được tốt hơn. Bên cạnh đó thì cũng có cổng USB và cuối cùng là cổng nguồn. Củ loa của em Cabay The Beer này được làm bằng sợi thủy tinh và sợi carbon, sẽ cho ra một chất âm được dày hơn và giảm được tình trạng bị méo tiếng. Hệ thống của loa đồng trục cũng sẽ cho một cái dải âm được đánh được sâu hơn. Tuy nhiên, thiết kế của em Cabay The Beer này là dạng thùng kính, cho nên những bài hát nào có nhịp độ nhanh này, có âm bass dồn dập này thì em Cabay The Beer này sẽ không đáp ứng được, bởi vì âm bass sẽ bị vón cục lại, không thể hiện được những điểm hay của bài hát. Với công suất chạm đỉnh là gần 2000W thì em Cabay The Beer này sẽ phù hợp cho những gian phòng nào có diện tích lớn tầm khoảng 45m² đổ lại. Với góc phụ âm là 360 độ, kèm theo đó là loa bass được lộ phía sau, khi đặt sát tường sẽ tạo ra âm bass dày hơn, chắc hơn bởi hiệu ứng cộng hưởng, cũng như là góc phụ âm rộng như thế sẽ mang âm thanh đi khắp gian phòng của mọi người. Em Cabay The Beer có thể đánh được đa dạng những dòng nhạc. Tuy nhiên, để tối ưu nhất về điểm mạnh của hệ thống loa đồng trục thì những bài nhạc có giọng nữ cao hoặc là trung sẽ mang lại một trải nghiệm tốt nhất cho người nghe. Em Cabay The Beer này có một cái app để mọi người có thể tùy chỉnh bass chép trực tiếp ngay trên điện thoại của mình. Bên cạnh đó, em Cabay The Beer này được kèm thêm một cái bộ điều khiển từ xa. Mọi người có thể tăng giảm volume này hoặc là chuyển bài này hoặc là chuyển nguồn nhạc trực tiếp trên cái bộ điều khiển từ xa đó. Và hiện tại mức giá của em Cabay The Beer này đang là 108 triệu, chưa bao gồm chân loa nha mọi người. Và nếu mọi người muốn có một mức giá được tốt hơn, ưu đãi hơn và muốn trải nghiệm trực tiếp em Cabay The Beer này, hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ Audio. Và nếu mọi người thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.